Trời ơi, đập như này lắm. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Long Trịnh. Và hôm nay thì mình bắt đầu sinh tồn. Sinh tồn trong rừng. À không, không phải gọi là trong rừng. Và trong một đống gạch này. Các bạn nhỉ, tay mới xước hết luôn. Ngủ chết các bạn ạ. Đập cây không ạ? Quay, cứ quay tiếp đi nhá. Ui ôi. Cháu thấy ở kia à? Cháu đang chơi. Ông mình thu lại rồi mọi người ạ. Nên TikTok nha. Cháu quay cho cháu xem. Quay đâu? Mất búa rồi. Mất búa. Vậy là kết thúc rồi. Rồi tạm biệt các bạn. Mình vừa đi đập đá xong các bạn ạ. Mình và em mình đang đi mua Lego. Bây giờ 2 chục, à 200. Đang đi trên đường đi mua Lego các bạn ạ. Thì mình cứ quay tiếp như này mãi thôi nhá. Và mình sẽ không nói gì. Không tua. Có tua nhá các bạn. Có tua. Mày có mọi người ạ. Đi lên câu nào. Okay. Em mua bộ này, anh mua bộ nào? Anh mua bộ nào được? Mua bộ con vịt này. Ok, đấy. Chú ơi, hai bộ này 40.000 đúng không? Hai khẩu màu đỏ đúng không? Chú ơi, một cái làm bao nhiêu tiền đấy hả chú? 8.000. Một cái làm bao nhiêu tiền thì mình và em mình vừa đi mua Lego về xong các bạn. Và mình sẽ lắp tại chính căn nhà mới chứ không phải nhà cũ nhá. Thôi thì mình sẽ tung nhân cho mọi người xem nhá.